Diện mạo trên Nemo và Trần My qua camera thường, ngày thường ba chị mẹ nổi, đến đi hầu tòa lại được khen. Em cũng đã xin lỗi rất là nhiều lần rồi mà không biết làm sao mới hết lỗi nữa. Bây giờ em nói mọi người là trong cuộc đời của mình ai cũng có lần mắc sai lầm hết trơn á. Em nói đâu có phải là mình là đẻ ra là mình từ nhỏ tới lớn là mình tốt hết đâu. Từ trước đến giờ là phía bên chị Khanh chưa nhận được một lời xin lỗi nào. Nếu mà nhận được cái lời xin lỗi sớm hơn thì em nghĩ nó sẽ không có cái ngày hôm nay. Jay Nemo và Trần My không còn là cái tên quá xa lạ với cộng đồng mạng. Nổi tiếng với danh xưng hot girl mạng, nhan sắc của cả hai luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong đó, bộ đôi người đẹp thường gây xôn xao bởi phong độ sắc vóc thật lên xuống thất thường qua camera thường. Hai nhân vật mạng nổi tiếng gây chú ý khi cùng tham gia hầu tòa với sự việc ẩu đả nhiều tháng trước. Bên cạnh nội dung chính, vẻ ngoài của bộ đôi người đẹp được fan sắc đẹp bàn luận sôi nổi. Xuất hiện tại tòa án, Jay Nemo diện xét đồ thanh lịch kín đáo kết hợp cùng mắt kính thời thượng. Không chỉ thời trang lịch sự, hot girl bán quần áo cũng nhận được nhiều lời khen về ngoại hình qua loạt ảnh chụp lén. Mỹ nhân 9X được đánh giá không có nhiều khác biệt với ảnh tự đăng. Chẳng kém cạnh Jay Nemo, Trần My cũng nhận được nhiều lời khen về nhan sắc khi đi hậu tòa. Dù ngoại hình có phần mẩm mỉm hơn, song hot girl sinh năm 1997 vẫn giữ được thần sắc rạng rỡ. Ngoài ra, nhân vật nổi tiếng mạng xã hội này còn ghi điểm bởi thời trang kính cổng cao tường tại cơ quan nhà nước. Trước đó, hai hot girl mạng này thường xuyên vướng tranh cãi về nhan sắc thật khác xa ảnh tự đăng. Cách đây không lâu, Jay Nemo khiến fan hoang mang khi trượt tay tắt đèn chiếu sáng và để lộ làn da đen nhẽm. Tuy nhiên, giải thích với fan, cô cho rằng chất lượng điện thoại khiến nhan sắc mình bị giảm phong độ. Là một trong những hot girl bán hàng online đình đám, Jay Nemo từ lâu được nhiều người biết đến với công việc kinh doanh buôn bán thuận lợi của mình. Đặc biệt sau sự việc với Trần My, tên tuổi Jay Nemo phủ sóng rộng rãi cộng đồng mạng. Cô nàng gây chú ý khi đi sự kiện chung với hàng loạt sao đình đám. Cụ thể, cô được mời tham dự sự kiện của một nhãn hàng. Đáng chú ý, cùng xuất hiện trong sự kiện này còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, vân vân. Khoảnh khắc đứng chung khung hình với người nổi tiếng của Jay Nemo đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đứng giữa hàng sao đình đám, nữ hot girl bán hàng không hề kém cạnh từ nhan sắc tới thần thái. Dưới camera thường, cô nàng được nhận xét là có độ xinh đẹp chân thật 90 so với hình ảnh khi livestream. Đặc biệt cộng đồng mạng còn soi ra chiếc váy mà Jay Nemo diện trong sự kiện này là mẫu váy từng được á hậu Kim Duyên và diễn viên Phương Trinh Julie đã diện trước đó. Trước những hình ảnh trên, nhiều người cho rằng Jay Nemo đang khuếch trương tên tuổi nhằm phục vụ cho công việc kinh doanh. Trần My cũng gặp tình huống bị soi nhan sắc thật qua ảnh chụp lén. Theo đó, cô khiến fan lạ lẫm với gương mặt thiếu tự nhiên, sưng phù. Nhiều fan cho rằng đây là hậu quả của việc giao kéo. So với ảnh tự đăng, người đẹp sinh năm 1997 được nhận xét có phần giảm phong độ. Có thể thấy những khung ảnh trên mạng xã hội của hot girl livestream đều có sự can thiệp của công nghệ chỉnh ảnh. Trên trang TikTok cá nhân, người đẹp từng cập nhật đoạn video ghi lại khoảnh khắc đẹp trong ngày vui của mình. Tại tiệc chính, Trần My diện mạo váy cưới phần tùng rộng bồng bềnh. Điểm nhấn của chiếc váy nằm ở chi tiết cách điều trị vai, giúp cô khoe hình xăm cá tính. Đi cùng với bộ cánh công chúa, hiện tượng mạng này sử dụng kiểu tóc uốn xoăn nhẹ nhàng kết hợp cùng phụ kiện vương miện. Dù không quay cận, song người hâm mộ cũng thấy rõ niềm hạnh phúc viên mãn của hot girl livestream. Nhìn lại thời trang cưới của Trần My, phần lớn cô đều chuộng các thiết kế trị vai quyến rũ, thả dáng trong mẫu váy. Người đẹp phô diện dấu vết đặc biệt trên cơ thể mình. Có thể thấy ở phần bả vai bên trái, cô sở hữu hình xăm chiếc nơ khá lớn. Đồng thời, những mẫu cánh này cũng giúp cô dâu tôn lên được vẻ quyến rũ trong ngày trọng đại. Trần My nhá hàng về đám cưới từ nhiều tháng trước khi đăng tải khoảnh khắc đi thử váy cưới. Khác với những mẫu cánh trên, hot girl livestream lại chọn thử những mẫu váy kính cổng cao tường hơn. Dù vậy, người hâm mộ cũng phải công nhận vẻ ngoài của cô thăng hạng đáng kể khi khoác lên mình những mẫu cánh đặc biệt. Từng gây tranh cãi bởi vẻ ngoài khác ảnh tự đăng, có thể thấy các người đẹp này ngày càng thăng hạng vẻ ngoài. Loạt ảnh chụp bằng camera thường gần đây của họ là minh chứng điển hình nhất cho điều này. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat. Nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại hai đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12, 2022. Vote online, show your style.